Thưa quý vị và các bạn, được thành lập năm 1976, tiền thân là Tổ hợp Dệt 29 tháng 3. 46 năm qua, Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 đã không ngừng phát triển và luôn gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của một doanh nghiệp vinh dự mang tên Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng anh hùng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV về đơn vị này nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng. Năm 2006, Công ty Dệt may 29 tháng 3 tiến hành thủ tục cổ phần hóa. Với những công nhân không đủ tiền mua cổ phần ưu đãi, công ty đã đứng ra bảo lãnh, dùng cổ phiếu thế chấp để tất cả công nhân được mua cổ phần, trở thành cổ đông của công ty. Tháng 7 năm 2021, công ty phát hiện ca nhiễm COVID-19. Ngay lập tức, lãnh đạo công ty đã viết tâm thư gửi qua Zalo, kêu gọi và động viên người lao động cùng công ty vượt khó, ở lại công ty để sản xuất ba tại chỗ. Cách ứng xử này đã khiến cho hàng ngàn công nhân xúc động, tự nguyện bám trụ nhà máy để làm việc. Sự ứng xử có tình của người lãnh đạo và sự đồng lòng gắn bó của người lao động đã tạo thêm nét đẹp văn hóa mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được. Tôi làm công ty đến thời điểm hiện nay là đã được 30 năm. Trong thời gian trước và sau cổ phần hóa thì bản thân tôi thấy công ty rất là phát triển, rất là mạnh. Trong thời gian làm việc, bản thân tôi kể cả người lao động cũng rất yên tâm về vấn đề thu nhập, lương hưu, bảo hiểm, tất cả các phúc lợi của công ty. Sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 thể hiện bằng sự tăng trưởng đều qua từng năm. Đặc biệt là từ năm 2007 đến nay, sau 15 năm cổ phần hóa, doanh nghiệp đã có nhiều sự đổi thay mang tính đột phá. Doanh thu năm 2021 đạt 830 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 2007. Lợi nhuận bình quân tăng từ 10 đến 15% một năm. Thu nhập người lao động tăng bình quân 12% mỗi năm. 15 năm qua, công ty đã đầu tư gần 400 tỷ đồng mở rộng sản xuất. Công ty có cái định hướng là từ nay cho đến cuối năm 2024 sẽ từng bước giảm sản lượng sản xuất khăn bông và tiến đến là chấm dứt cái sản xuất cái mặt hàng này, dù đây là cái mặt hàng truyền thống của công ty, để xây dựng công ty trở thành một cái nhà máy thân thiện với môi trường. Cái thứ hai là định hướng tiếp tục đầu tư công nghệ và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất. Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 hiện có hơn 4.000 cán bộ công nhân lao động với 8 xí nghiệp. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của chính phủ, nhà nước, của trung ương và địa phương đã đến thăm dành tình cảm đặc biệt cho công ty này. Mới đây nhất, ngày 27 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và đặt nhiều kỳ vọng vào sự lớn mạnh hơn nữa của Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3. Chúng tôi mong muốn rằng các đồng chí cố gắng tìm hiểu thị trường để phát triển một số sản phẩm mới, chắc chắn mang lại giá trị gia tăng. Thì mong rằng đội ngũ quản lý không ngừng được tiến bộ, mà thành phố Đà Nẵng nói chung của chúng ta cũng phải có đội ngũ điều hành doanh nghiệp giỏi thì đưa đất nước tiến lên. Đây là một đội ngũ không thể thiếu được trong việc phát triển. Doanh nghiệp thì không phải lớn nhưng mà có yếu tố lịch sử rất quan trọng trong cái tiến trình phát triển của thành phố. Mình chỉ dịp nhỏ nhưng mà lan tỏa trong cái dòng xe đông người này để vượt lên. Các ông chí đã liên tục như thế, phấn đấu liên tục như thế, đó là một tinh thần cách mạng đáng được trân trọng khen ngợi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh đến bề dày lịch sử 46 năm xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3, đồng thời mong muốn Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 tiếp tục mở rộng sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường mới, từng bước áp dụng công nghệ xanh, xây dựng phân xưởng xanh, nhà máy xanh, tiếp tục phát triển lớn mạnh, giữ vững tên tuổi của đơn vị, vinh dự mang tên Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng anh hùng và có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.